Ok, đây là cái video tiếp theo, phù thủy và súng. Thì hôm nay vẫn chơi tiếp tục cái demo. Thì đây là cái video tiếp nối cái video nãy đó. Chúng ta đang bắt đầu chơi demo phù thủy và súng. Thì đây em biết tới cái tấm hình mà Gandalf cầm cái AK rồi chứ gì. Thì nói đây. Ủa không có tấm hình chế Gandalf cầm cái AK hết ta. Pháp sư vĩ đại. Đâu, họ đầu tư nguyên cái cinematic luôn. Từ lại từ đầu để anh em dễ coi. Tôi cũng coi á. Một cái phù thủy mà phù thủy dạng như cowboy á. Một xanh một vàng hả? Tiếp. Đèn băng, đèn nổ. Ấn tượng nha. Cái này hành giả kim thuật rồi, chế ra viên đạn hả? Comment 2022 cái tiết bây giờ là 2023 rồi. Rồi ok, con này tôi đọc vô ta. Xem hay phết á. Listen, and I'll tell you a tale. Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện. There they stood, six alone, the hunt... Coi tiếp. Nó làm video hay quá. The wild swamp zone, the young chief resident and a weaver of bone. Remember, remember. The gate was thrown wide, the horror inside. The riders drew iron. Before it was done, our heroes, yes, everyone, they fell and died. Con gì nhìn thấy ngộ vậy? Vít vô à? Thanh niên thì chuyên chơi băng, thanh niên thì xạ thủ, thanh niên kia thì cái chiêu teleport. Chuyển qua làm luôn phim hoạt hình có nghĩa đâu. Làm game delay chiên 5 giờ rồi. Rồi cứu được Gogo rồi. Phá vỡ quả cầu. Đây là gameplay. Nhìn mà sao có đậm cái phong cách mà công tác tôi ghê đời quá vậy. Đừng chết đối cùng nhau á. Đây là vô game này rồi. Chúng ta vô game luôn đi. Coi thử nhà phát hành ha. Thể loại này hành động kêu luôn. Nhà phát hành là Devo. Nó đang tập trung marketing con này. Trước đó thì có một game rất nổi tiếng đó là Giáo hội được cùng. Con này tôi chơi rồi. Nó ở mức là khá tốt trở lên. Không hợp cho lắm nhưng mà tôi vẫn chơi thử. Tiganium thì con game này tôi nghĩ overgate quá. Con này có trên Netflix luôn á diễn nha. Con này chưa biết, nhìn sao nó dị hỏng quá vậy. Con này thì chuẩn bị ra phần 2 nè. Con không nhớ nữa. Ra phần 2 hay là... Tôi nhớ có con Gingon and Led á. Không nhớ phải của hãng nào. The past is dead. The masters are... Con này chơi bắn thoải mái, đập phá cũng thú vị lắm. Nhà phát hành này thì họ đã từng có hai con game rồi. Cái lập trình viên rồi chứ.
Phong cách đồ họa thì vẫn na ná như con nãy thôi. 43 review, 177 review, hai con game được xem như là tương đối thành công rồi đó. Nhưng mà thể loại đơn giản như vậy mà đạt được gần 200 review là rất thành công rồi đó nha. Mình cây là lạnh. Game mà tuổi thơ rất nhiều người nè. Game này tôi chưa biết. Hai mươi ba ngàn lượt đánh giá. Game này rất lâu rồi. Đít đòi con game rất nổi tiếng à. Hồi đó tôi chơi con này với con Tunic. Hai con game cùng lúc luôn. Kèo phát hành này tính ra còn mấy con game mà hot hot nổi tiếng luôn chứ. Mấy game về đồ chứ. Chết of Yomi. Game này nói chung cũng thành công. Thiên hướng đồ họa nghệ thuật rất là tốt, kẹt sắt nữa nè. Game đánh bài rất là ảo ma luôn à, toàn mấy trò gian lận lừa đảo. Quay quét đây luôn hả? Quay quét này thì lâu rồi tôi không có chơi, bây giờ cũng đang muốn chơi lại nè. Shadow Quay quét 3, một cái con hàng tệ hại, cực kỳ tệ hại luôn. CS Sam bé này vẫn được ủng hộ nha. Game Gibson là con game đánh bài rất là nổi tiếng nè. Gần 100.000 lượt đánh giá rồi. Con game đánh bài và nhổ gân đặt cược. Bình thuộc. Ồ giá chán quá. Đợi lần nào nó giảm giá 260% đi rồi tính. Rồi, vô chơi game thôi. Chúng ta thử coi còn là phù thủy với súng. Khi mà hai game Factor có một khẩu AK thì nó sẽ như thế nào? Vẫn là con game được tạo bởi Unity. Cảm ơn bạn đã chơi thử cái trò này. Chú ý là game này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và cái nội dung của game thì chưa có hoàn thành. Thì game này sẽ thu nhập dữ liệu bằng cái dịch vụ của Unity Gaming Syndicate. Thì không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn đâu. Rồi ok. Bật FPS lên, setting. Cái độ phân giải gì ảo ma quá gì nè. Lần đầu tiên tôi thấy cái độ phân giải luôn á, 2882, 1623, 987, ok. Thì tôi vẫn thử giờ không thấy gì, coi ra chung những người làm game ai. Họ chưa có dựng luôn, bấm vô thì nó chỉ có mỗi cái logo thôi. Tem Netfest gì luôn. Steam Netfest này thì từ hồi tháng 2 là cái đợt gần nhất. Tháng 1, tháng 2 gì á. Xong rồi vài tháng nữa sẽ có một đợt nữa. Tôi không biết cái đợt này nó chuẩn bị cho tương lai hay là cái bản cũ đưa lên. Số 7. Nên chơi tutorial rồi đương nhiên rồi. Quy để mở cái bình thuốc. Cái ngăn lọ dược. Cái ngăn dược phẩm của mình. Lên đi Guitar Melody. Thì cái đoạn này, cái đoạn video nãy nè. Nghe này chúng tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện. Bài hát. Thì nói về sáu nhân vật của mình á. Có một cái mà cái khổng kỳ lạ nó thả quái vật ra mình là phòng thủ. Trước mắt là thấy sáu nhân vật rồi. Công sức họ làm cái trailer như vậy thì nên coi hai lần cũng là không đủ cho lắm. Kịp phá giải viên ngọc. Cái giòi bạch tuộc này là cái kill của thằng này nha.
up to you now, kid. Bây giờ có thể cánh cổng mở ra một lần nữa thì đến được của mình. Ông già này thì có khi nào một thành viên trong team cũ không? What? Tôi phái nhân vật mà cái đầu đen thui vậy nè. Cowboy đâu thấy mũ này, nhưng mà tôi thích mũ này hơn. Huy hiệu con mèo. Cái này thì giống giống trong cái chuyện mà thần cưa gái. Nữ hả? Vết này đi, nó ngầu lòi sang chảnh. Cái này thì giống diễn tay hơn nè. Diễn tay. Tông không có tông xanh lam như hai mắt hả? Có màu đen thôi, dày. Dày xanh lam, xanh dương. Này là gì? Không có quay được như dần mình. Con mắt. Mắt nằm ngầu lòi tí ai. Gì đây, mắt hiếp đi. Rồi ok. Thì tôi đánh FPS đó nha, thấy nó hoạt động ổn định này. Từ mua vui, không phải phiên bản cuối cùng. Cái gì? Đánh tay vậy nè? Phù thủy gì bị bổn cái vậy? 10 lần mới bể được cái hòm. Chúng ta đi năng nhạc chuẩn bị. Nhìn anh khổ vãi ra. Đánh lên level 4 không mất máu luôn. Còn gỗ với gỗ thôi. Cây thế này. Cây này chắc cũng là gỗ. Giống cái game mà đừng chết đối cùng nhau dữ rồi đó. Nhạc rất là kêu là cái gì đó, cái gì đó. Chậu phù thủy. Không ngờ mày vẫn sống. Mày không phải là lựa chọn đầu tiên của tao. Nó không phải thôi tỏ thần đâu. Nói chung là làm cái gì nói đi lẹ nhanh lên. Rồi mới đến cái tòa tháp đó. Để mà đưa cái dòng thời gian trở khi về trước cái thời điểm hỗn loạn. Cái cổng nó không có xa từ phía này, cứ đi theo cái con đường mòn rồi tới. Thôi đừng có chào nữa. Cái dạng này là bộ lưu trữ ký ức hay gì? Gì mà bèo bọt cái gì đi đánh tay không? Muốn phá được mấy cái công trình này mình chắc phải có lực tay đúng không? Wow. Máu mình còn cái 500 gì ta? Nhân quy là ăn. Không có ống thể lực. Ăn cái cây nó hồi chỉ có là 5 máu từ 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 thôi. B, Y, Y là cái cơ đồ của mình đây. Này gắn là vô cái cả vị trí hay gì. Không có cây súng nào hết. Cuộc đời nó khó khăn. Này bộ gear của mình. Ủa? Gấp độ nè. Có súng rồi anh em ơi. Hồi máu chậm rãi một cách từ từ. Cái quy làm sao để đưa vô được cái quy này đó. À đây. Ngon rồi. Ủa tống đạn hả? Bắn thử đá rồi. Súng gỗ mà. Gấp đạn gấp sao ta. Nhưng mà ít ra giờ mình đã lấy được gỗ. Video này hay nha. Gì nữa đây?
Cô ấy đã chết đấy hả? Nhưng mà không có thể săn tiền thưởng nào có thể thu nhập nó nữa. Có cái đường ngã tư đến thị trấn là gì? Nó gần đây. Chung là mình được đến đây. Đây dạng như nhiệm vụ phụ đúng không? Còn 40 viên đạn thôi. Khoan khoan khoan. Coi gáp được gì nữa không? Súng gỗ à, không có lên được súng đá. Gấp cây nữa thì nó sẽ ra làm sao ta? Nó sẽ ra hai cây súng gỗ. Này đem có thể sử dụng để nghiên cứu nè. Thử bắn này coi. Nó ra cái gì? Nó ra cái mảnh là sát dụng được. Con này đi làm nguyên liệu bằng súng, đó giờ tôi mới thấy nữa. Sau này chế bazooka thì chắc nó nhanh hơn. Cái này là cái gì ta? Có cỏ cỏ không? Chế lá đi. Có cái nào mình qua bển không? Hết đạn là bỏ cái súng luôn hả? Job item, Anewit. Băng đạn 12, tốc độ gà đạn 1.2, tầm 11. Mình chế một cây súng thì nó chỉ mất cái 5 gỗ thôi. Luôn luôn để hai cây dự phòng trong người đó. Không có đường qua bển. Cái cổng này đi qua được không vậy? 20 điểm Arcane. Để sửa được cái cổng đó. Rồi. Gì đây? Cái giống cái cổng con mắt hồi nãy quá vậy? Rồi ok. Loại động viên của ông thì nghe hơi sặc mùi đấy. Farm tài nguyên mệt mỏi quá. Bố láo, mày bố láo à. Gọi để mày ra đây. Để anh farm. Rồi, về lại cái chỗ đó để đến tòa tháp. Cái này ra được cái gì xin chuyển không? Rồi, hết đạn nữa rồi.
cho chục cái đứa Arcane nha. Bắn cái cây này cái là khoảng 60 viên đạn luôn á. Bắn xong mình còn 40 viên. Có hai cục đủ đạn lắm. Chúng độc thì phát. Ok. Game này nó đi từ 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 từ. Ủa? Không rớt ra lá cây luôn hả? Khám phá đi, học hỏi thêm dễ nâng cấp cái đồ hấp này. Này lấy làm sao? Tôi nghĩ thì nó vẫn mở đường như vậy thôi. Củ âm chân kinh. Có thể cam được object. Sẵn sao? Ép. Bạn cảnh đây hay ở đâu nữa không? Nó dạng như cái bay của mình luôn rồi. Cho nó không tự động nhặt đồ mà mình ép. Cái này giống cái bay của mình quá ta. Sao này quái nó tràn vô là bôi. Giờ nguyên liệu để sửa cái này. Đây bắt đầu nghiên cứu đây. Không có tài nguyên. Không có, không có, không có và không có luôn. Cái này đạn lửa, đạn băng. Đốt băng là làm chậm, đạn độc. Không có thể hoạt động trong sao. Đạn này đạn quyến rũ à. Tôi thích đèn độc hơn. Nhấn T để học nhiệm vụ rồi ok. Mình chế đi xuống là mới chưa? Nhà gì như cái bãi rác vậy nè. Quỷ là gì? Cái gì đây? Cái dòng xoay nó bị hỏng, thiếu hai cái bánh răng vô đây. Dạng như là của máy thời gian vậy đó. Nào. Bài kem mình đâu hết rồi. Cái gì? Làm hiệu ứng gì hoa hoa vậy không? Rồi ok, giờ tôi muốn đi bắn người.
Cái gì đây? Kìa có miếng nè. Miếng này nâng nâng cấp được gì không? Không, một. Còn thiếu cái mà cái fan này là gì nữa? Hai cục. Mới lượm được cái gì đó? Tôi không biết tôi lượm được cái gì nữa. Hai ngàn. Cái địa dạng như là cái băng nhé, cái ngân hàng nhé. Tôi muốn qua đây. Đủ ba cái gì rồi, lũng được kìa. Không tới. Còn mỗi bên đó tới thôi. Này là chỉ chân chứ không có tương tác được. Đây, sửa được cái máy rồi đây. What? Mở được cái lỗ qua cái cổng. Network anh trao lần sau. Gì đây? Học với nghiên cứu rồi làm cái gì đó đó. Ủa sao đổi đạn được? Ờ? Đi tìm Hilda nâng cấp cái máy lên. Tôi muốn có đạn độc với tôi. Nhấn em M để mở máu. Này còn gỗ với gỗ thôi. Bắn hết cây súng rồi đều dục luôn. Được cái gì kìa, được cái gì kìa. Mới cho anh 8 nguyên liệu, 9 gỗ. Nhưng mà mở map quên á. Map cũng rộng không? Bên đây. Vô đây nghiên cứu được nè. Ý, có gì giống kìa.
gấp chọn dưới cơ, ở dưới đều có sắt, xà đồng này. Một gỗ là một viên đạn hả? Này đạn nổ. Ủa được 3 viên vậy? À 300. Ngon. Đạn độc thì chưa gấp được. Mình chỉ gấp được đạn lửa thôi. Có 15 đam nhưng mà 6 độc. À, đạn là đạn phá hủy công trình chứ không phải đạn nổ. Hai cây súng 300 viên đạn. Chỉ vậy thôi à. Máy này xài đúng không anh? Chỉ còn mỗi sắt thôi, không thấy cái gì khả quan hơn hết. Tầm bắn hơi ngắn nè. À. Có nấm mới nè. Ồ, biết chơi kêu nữa hả? Đó được cái đó để về mà nâng cái kia lên nè. Nâng cái máy scan lên. Mèo quá. Từ từ méo. Mèo chạy đâu rồi? À cái cọng cỏ cỏ. Được. Đây này có trái nè. Được hai hai cấu thủ. Cái gì cái gì? Ôi. Đau. Ừ, đập đồ vô mấy bạn. Đập vô mấy cục đá nữa đi. Ba lô mình có đầy không? Cái cục đá này phí thời gian. Cái này là lạ vậy đó. Cũng là gỗ thôi. Không canh được cái gì hết. Hết tường rồi. Ê, ê. Dựa lên phía bắc là không có gì đó. Đây cũng không có đường luôn. Để tôi up cái video kia lên cái nó quên đó.
Này của em ta. Đúng rồi. Game này đã nha. Tôi muốn lên đời cây súng nữa. Gì đây? Ủa? Đi hết vòng là chỉ khám phá map thôi, vô nói chuyện như này đi. Rồi. Mèo ra. Gì đây? À, mình có thể xây được cái đó đó. Đi khám phá được không? Dành đem về nhà xây. Nó bắt nói nữa. Nó tiếp thôi. Nướng tắp. À, có thể nhân 8 để chọn nhanh. Thì nên mua một cái mà bàn gấp đồ ở cái tòa tháp của mình. Rồi đi thu nhập nguyên liệu. Chế rồi có mấy thời gian. Còn game mà rất ảo mà ăn à. Có dùng ngoài mà có một vài mảnh ở đây đây. Rồi. Ok, em sẽ đem cái mà vé số gì cho anh luôn. Dự đoán cái đội bóng quanh cúp, chỉ số mà dự đoán chứng khoán rồi. Ủa cái súng này đấy, cái búa này đấy xây đồ. Mèo 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 mèo. Mình nói chuyện thôi. Cương chạy đâu? Cương chạy đi đâu? Chờ đánh trả nữa hả? Được tuyệt. Vô đây gấp tí đạn á. Mở thêm được hai đường, ba đường nữa không? Thì mình tua thời gian rồi, cái thanh niên Hilda nó còn nhớ mình không ta? Để gì đây? Trong vòng 5 phút để mà phá cái đó. Đặt đâu vậy? Quay sao? Có nút nào quay không?
Ấy. Rồi ơi, đi cho tên là chuyển thành cái gương nhỏ. Nếu đặt hai gương đây mình có thể sử dụng được hai cái. Cái máy này xài nhiều lắm. Cái này là chỉ để trưng thôi. Nên dắt tôi xài ngay đây luôn. Bây giờ cái máy này chỉ có việc chế đạn thôi chứ chưa có làm gì hết. Mười lăm cái này mới đủ. Chấp nhận can là mấy cái trang trí. Giờ xây được cái mấy cái mà gọi là trang trí cho cái phòng mình đó. Thiếu một cái con mắt nữa. Thiếu mừng cái thằng tràn hai con quái này tôi giết nó mới tiêu rồi. Thôi rồi rồi đi tìm Hilda tiếp thôi, tôi muốn có súng mới. Tôi muốn có súng mới mình còn gắp được món nữa. Hỏi súng gỗ à. Chết đây, nó kêu mình đi phá làng phá xóm vậy đó. Trong vòng 5 phút phải quỷ được cái chòi đó. Kia nó nằm đâu trời? Hay là phải nói chuyện với Hilda chứ? Hilda ơi, tốn phút rồi đó. Cái lò gà cho gỗ vào. Nung ra sắt hả? Đó. Nhưng mà nó kêu mình đi cái thế giới hỗn mang, nhưng mà game này game nó không chạy à. Cái này tí nữa đem về nhà đi. Tí nữa về nhà mình xây cái đó. Kiếm đồ ăn con mèo nó để scan vậy.
Gì? Nguyên cái bay của mấy địch luôn hả? Cho bò dính tay à? Anh ra máu rồi, nói chung bắn thoải mái đi. Quá ngon. Đập nhà nó luôn. Giết người rồi, chuyển qua cướp cửa luôn. Ủa nó không có cái lò rèn nè. Không, không can được gì nữa hết. Gì đấy, gì đấy? Cho email. Còn con phúc à, mấy cái treo chào ghép đồ đó hết rồi. Con này bộ kêu nó lạ ta, giống veo co. Cái phát vợ hay sao vậy? Cũng đột. Ba giây nữa. Rồi thế giới là kết thúc. Kiếm được ra được 4 cái ghê vậy. Chạy. Hết đạn rồi. Ơi 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 ơi. Hỏi cục luôn. Muốn giết mèo trong dầu quả báo. Về nhà được không? Tí quay lại sao? Rồi bấm bản đồ lên con trong lúc chơi không được nữa. Rồi về nhà. Đồ ba lô còn không? Mất sạch luôn.
Nó hiểu rồi lắm. Mất sạch toàn bộ đồ ba lô luôn. Bó tay. Dùng đất mới nữa nè. Có gì cần đó không anh? Có biết cách bui rồi nhưng mà gớt hết đồ rồi anh ơi. Mấy cái hộp này là cái trái gì? Rồi thử à. Cái này thì metal, rồi gỗ. Gỗ metal. Yep. Cái này cái lò rèn ít nhất là 25 thép đã. Giờ đi farm đúng mệt luôn. Giờ đây mới cực. Mình chịu đắm anh thôi nó không được. Ủa, nó rớt cái gì kìa? Wow, nó rớt cái súng luôn. Đó. Được một bia rồi. Lấy tí gỗ nữa. Bắn cái cổng này lên được 30 giây. Về nhà thôi. Chúng ta có mỗi 5 phút ở vùng đất này thôi. Chết mất độ nó tốt quá.
4 gear mình mới gom. Cái này kem nữa. Phải rèn ra sắt mới chế được. Tôi vẫn muốn chế đèn độc thôi. Xây cái lò rèn trước đã. Còn thiếu 25 thép nữa. Kiểu súng lì gian nữa, khác mỗi đạn thôi, có gì đâu. Nghiệp bán mèo. Game này đi đầu quẳng à. Có ngồi sao nhưng bản đồ làm sao đó. Ý, cái xác mình nào phải không? Không. Ấy da. Có đạn lửa là nó bắn. Cháy lên, đất được nhiều phương nam. Có than luôn nè, than để chế rồi phút lửa vậy.
Ê da, dính lửa rồi. Mình dính nước rồi, mình dính đạn băng nữa rồi, có sao không ta? Được hai cái gì rồi. Rồi thả đây. Không nên quá mất thời giờ với nó. Ba chục giây nè. Hello, có đồ gì không bạn? Nó đã đốt rừng luôn. Mà máu áp làm gì? Rồi về thôi. Rồi, không bán đồ phí thời gian lắm. Rớt trực chết thôi. Mà tôi không muốn thử đâu. Đồ về đây, đồ về đây. Đấy, đấy, đấy. Ủa? Thiếu 5 thép nữa hả? Đoạn này tới 55 lận. Mắc cho cái mục tiêu là nó nóng lên. Nó chỉ tốn gỗ với mà cái thép thôi. Ủa tối đa là 300 viên thôi hả? À? Cái này cùng là đạn lửa nhưng mà nó lại phân hai loại là sao ta? Mình có thể nâng cấp từng cái loại đạn đó ha.
Là sao gấp một là gì? Tự động đuổi mục tiêu luôn à? 20% tốc độ. Hết điểm Aken này. Còn có hai cái à. Số 5 là cái gì? Level á, phá trong demo rồi. Thiếu một cái gear nữa. Kệ sao mà mau hết gỗ vậy? Tính ra tỷ lệ 1-1 rồi đó. Một gỗ là một cái icon. Đủ hai cái mình lấy luôn. Cây súng thứ ba là cây mạnh nhất của mình không? Đúng rồi, cái máy nâng rồi. Hết cổ luôn rồi, vãi đái thiệt. Thiếu một gỗ, vẫn là thiếu gỗ. Cái mà đầu game dư thừa giờ nó lại thiếu. Ok, 200 viên. Cây số 3 là cây mạnh nhất của mình. Ủa cái này là đạn lửa mà sao nó bắn như cái cảm giác băng vậy? Bây giờ đâu?
Đều dưới đây. Thôi đổi tới đây. Thôi đi đi. Càng ngày thế giới càng khắc nghiệt nha. Dạ, con sống rồi đó. Đi trộm hết cây cỏ cũng dài. Nó đốt gần luôn anh em ơi. Đi lên phía bắc mới có cái ghìa nữa. Có sắt thì mới có đạn, một sắt tới 100 viên đạn đó, thoải mái luôn. Sau này không cần tiết kiệm đâu, không chơi đạn thường luôn. Chúng ta đi phá làng phá sớm luôn. Ây da. Em cũng hả? Này thì mèo bự. Rồi đủ gì là về thôi.
lố méo. Tự đông đuổi là không có âm được luôn. Rồi về. Cái này là gì? Rồi cái đồ thiết kế. Cái lấy tí gỗ vậy nó. Không có lúc nào nhận đồ nhanh đó. Được, có hai miếng thép à. Vô đây farm mới gỗ nè. Cục đá mà nó cũng cháy được nó rồi. Còn 30 giây nữa. Mười giây giọt luôn. Chiến thắng trở về. Một ghê nè. Mười thôi. 27 gỗ đủ rồi. Cái này là sao nó mạnh dữ vậy ta? Cái này chắc tôi bỏ luôn á. Thay nó bằng đạn độc. Đạn độc. Ôi cái đuổi này cùi quá.
Xài cái này ngon hơn. Cái này cứ đổi nó thành đạn kia đấy. Rồi ok. Chậm đọc 200 lửa. Cái này full lửa luôn. Lựu đạn bấm lộn. Rồi, vui. Ủa vui được cái 300 luôn á. Mỗi loại 300. Số 6 à, mình xây được cái gì nữa không? Độ dài là 500 giây, ngon. Ba trăm máu uống liền, hồi 10 máu mỗi 1 giây, tốc độ 15%. Đây 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 đây, mình nâng được cái đường độc, phải có cái con mắt. Thiếu miếng này trời. Này cái lọ nấu thuốc thôi. Thiếu cái này, nâng đạn lên level 2. Hết gỗ rồi, thôi đi thôi, làm phát nữa nghỉ. Bên này là cái gì? Máy này máy quỷ dược liệu thôi. Rồi 1 2 nha. Cây một có độc, cây hai súng nổ. Biên phát nữa coi sao. Các bạn bắn cái này lâu lắc chứ thiệt.
gì mà nó sáng dữ vậy ta? Này là cái gì, cái gì? Trang phục thôi hả? Tốn thời gian quá lòng. Ngon, gom sạch đồ luôn. Có súng gì khủng khiếp gì nè. Hai hết. Không có lúc nào mà tự nhặt đồ thì mình cho nó khỏe mình đó. Chết rồi, sắp hết giờ rồi, đi nhanh nhanh nhanh. Lên luôn. Rồi boss 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 boss. Đọc nó chỉ thắt được 6 lần tối đa.
Ê. Chống được tăng thêm thời gian đó. Đó đây, cái đi xuống dùng dưới bên phải thôi. Cái cổng kìa. Vãi. Thôi 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 thôi. Mà có 40 viên à, khốn vậy. Trăm hai mát. Không mất máu luôn. Thôi rồi, cái cổng thì vô không được rồi. Rồi đừng cục luôn. À, này mình nói chuyện với nó. Chết chết. Gì á, gọi chết luôn rồi.
thành công, sống sót, dù chỉ lấy được một cái kia thôi. Rồi coi như là mình chơi hết cái demo đó. Này là gì? Thuốc thì vẫn không có gì mới. Đọc mình lên được level 2 nè, 21 đam. Game 1 đồng mỗi tắc với đa lên 6 lần. Cây AK, cây AK là gì ta? Tôi nghĩ đánh boss thì mình chơi đạn mà băng với đạn độc là ngon nhất. Này với 10 cái nữa mới gấp được. Rồi thứ hai này có gì mới không? Không biết nó là gì luôn. Ủa không có ở đây luôn hả? Này là nâng cho đạn lửa. Lên 2, lên 5 nè. Cái này nâng cho đạn độc. Ok, rồi chúng ta kết thúc demo ở đây thôi ha. Cái gì, ba lô cái gì? Mình gấp từ khẩu AK nè. Có đéo đồng gấp. Hết đồ dưới rồi. Rồi, kết thúc demo chúng ta ở đây. Nói chung là game hay, nếu mong chờ. Tôi đang chờ đợi cái con game này ra mắt bản chính thức. Thì hiện tại là tôi nghĩ là có hai con game này, không biết có co-op không. Có đâu. Rồi, ok. Bye bye anh em. Game hay có đến chơi nha.